dính chặt nha con. Dính chặt nha, không được buông tay nha, nghe không? Dính vô. Hai để cho nhóm này xuống mình đeo vô thoải mái hơn. Nếu mà con nói chị nghe nè, người ta có tay đeo. Ví dụ mình ngồi lại nữa thì không có ghế cho mình đeo chơi. Để tôi ngồi xuống hết. Và ví dụ mình những người mua vé kia đó, chơi nữa qua thằng. Chúng ta ngồi nữa, nó có ghế cho mình những người ta chơi. Ừ, cái ghế trong mối nó muốn chơi bao nhiêu lần cũng được. Mình mời cái ba, này vô. Ôi trời ơi, mấy đứa chơi bao nhiêu lần được. Được quá. Cứ xếp hàng vô, chơi xong rồi mình ra xếp hàng. Chơi xong hết vòng cái là mình quay lại đây chơi, quay quay quay.